Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8, sáng nay mùng 7 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Trên cơ sở hai bên nhất trí nội dung thỏa thuận hợp tác ba tuyến đường sắt và thúc đẩy sớm ký kết trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy nhanh hợp tác triển khai ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Lạng Sơn Hà Nội và Mong Cái Hạ Long Hải Phòng. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong việc thực hiện các dự án này. Thủ tướng chính phủ mong muốn Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam, phối hợp với Việt Nam triển khai trạm kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với nông sản Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường. Triển khai hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện đẩy nhanh triển khai và từng bước nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh sang các cặp cửa khẩu khác sớm tiến hành trao đổi giữa nhóm công tác nghiên cứu về mô hình triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới đánh giá cao chuyến công tác đến Văn Nam và trùng khánh của Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý cường nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu thực chất. Thủ tướng Lý Cường cũng khẳng định Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có các mặt hàng nông sản. Nhất trí tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác xây dựng và duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định ở khu vực. Ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC 2027. Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, tính đến ngày 31 tháng 10, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường hơn 434 tỷ đồng cho các khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Hiện đơn vị chưa ghi nhận được phản ánh nào của khách hàng về việc bồi thường chậm hoặc từ chối bồi thường khi có đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm. Trước đó, bão số 3 và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành phố phía Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm thiết lập đường dây nóng 24/7 bố trí nhân sự để kịp thời hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại về hồ sơ thủ tục yêu cầu bồi thường do bão